Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là Routine cân bằng. Routine cân bằng của dòng xe Mitsubishi Chiton. Chiton là phiên bản từ 2016 đến 2022 mới nhất hiện nay. Và một phiên bản của Pajero Sport. Pajero Sport thì phiên bản từ 2018 đến 2022, 2023 thì đều sử dụng cái cao Routine cân bằng này. Đấy thì đây là cái phần đây là giữ cân bằng cho xe. Đấy thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chạy xe trên đường một thời gian thì nó bị hỏng mất cái đầu Routine này. Thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi là chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em gara có nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi được website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn và anh em một cách hoàn toàn miễn phí nhé. Và đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.